Nằm trong chương trình đại lễ tưởng niệm 705 năm ngày nhập Niết Bàn và khánh thành tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông, sáng ngày 1 tháng 12, tức ngày 29 tháng 10 năm Quý Tỵ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Quảng Ninh và huyện Đông Triều đã long trọng tổ chức lễ tưởng niệm 705 năm ngày Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn tại Am Ngọ Vân. Năm nay, lễ tưởng niệm đã thu hút rất đông các chức sắc, tăng ni, tín đồ Phật tử, nhân dân và du khách thập phương. Ngành giáo dục và đào tạo với hơn 1.000 đại biểu là cán bộ, giáo viên và học sinh của 80 trường trong huyện về dâng hương tỏ lòng thành kính với các bậc tiên đế nhà Trần, đặc biệt là tri ân sâu sắc tới công đức của Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Lễ kỷ niệm 705 năm ngày Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn là dịp để tăng ni Phật tử, đồng bào các dân tộc Việt Nam nói chung, của huyện Đông Triều nói riêng, học tập phát huy tinh thần nhập thế, tinh thần yêu nước của Phật giáo, đồng thời tưởng nhớ công lao và đóng góp của Phật Hoàng Trần Nhân Tông trong sự nghiệp gìn giữ tinh thần đoàn kết, giải phóng dân tộc, sự nghiệp đại đoàn kết các tôn giáo.